Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của ngành Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi thử GPT N2, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1 cách đọc của chữ Hán. Câu 1 này. Byoki ya kega ni nana ni hoken ni hai te oita hoga ii. Các bạn thấy từ được gạch chân đây là chữ bị, đúng không? Vậy thì chữ bị này sẽ có âm cơn là sonairu. Chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Thế T là sonaete, có nghĩa là dự phòng, phòng bị, chuẩn bị cho, đúng nhỉ? Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Phòng bị cho những lúc bị bệnh hay là những lúc bị thương ấy thì nên tham gia bảo hiểm trước. Tham gia bảo hiểm thì sau này khi bị bệnh hay bị thương sẽ được chi trả, đúng không? Chúng ta sẽ chọn phương án đúng là 2 nhé. Chữ bị sẽ có âm cơn là sonairu và âm ôn là bi, đúng nhỉ? Các bạn rất là quen thuộc với lại các từ như là từ gì đấy? Setsubi này, thiết bị này. Hay là trong từ kê bị, cảnh bị, có nghĩa là bảo vệ. Số 1, chúng ta có đọc là sasaete thì hán tự của nó sẽ là chữ chi, nâng đỡ này. Sasaete. Số 3, ataete là chữ dự, có nghĩa là cho, đúng không? Hoặc là mang tới, gây ra. Soroete, tập hợp, làm đồng đều này. Câu số 2, senpai ni nanani no kakikata o oshiete morata. Từ được gạch chân là chữ nguyện và chữ thư. Thì chữ thư tất cả đều là sô rồi, một hán tự của N5. Cái quan trọng là chữ nguyện sẽ đọc là gì? Gan, gen, cho hay là show. Thì các bạn biết chữ nguyện đọc là gan, đúng không? Vậy thì nguyện thư sẽ là gan show. Chúng ta chọn phương án số 1. Câu này sẽ có thể là sẽ có một số bạn bị nhầm lẫn. Các bạn nghĩ rằng nguyên đọc là gen, ví dụ trong từ gen in chẳng hạn, thì nguyện na ná nguyên thì cũng sẽ đọc là gen, nhưng mà rất tiếc nguyện sẽ đọc là gan nhé. Nguyện, ngoài trong từ này chúng ta còn có từ nguyện vọng, gamble. Còn âm cương của chữ nguyện sẽ là nega. Đây, nega trong từ nega có nghĩa là mong chờ, mong cầu. Gancho có nghĩa là cái đơn xin làm gì đó đấy. Tôi đã được senpai, tôi đã được tiền bối đàn anh chỉ cho cách viết đơn. Chúng ta có số 2 đọc là gensho ấy, hán tự của nó sẽ là chữ nguyên và chữ thư. Này, nguyên thư có nghĩa là sách gốc, bản gốc. Số 3, chosho. Chosho có nghĩa là sách, tài liệu. Và số 4, chúng ta có shosho là hán tự là chữ chứng và chữ thư, có nghĩa là giấy chứng nhận. Tiếp theo, chúng ta sang câu số 3. Câu số 3 thì hai hán tự này không thuộc cấp N2, đúng không? Các bạn nhìn các bạn đã biết chữ cả hai đều là kanji của N4 và N5. Tuy nhiên cách đọc đúng của nó thì cũng chưa chắc các bạn đã nhớ hoàn toàn. Chữ tiên và chữ trước. Chữ tiên sẽ có âm kun là saki và âm onyomi là sen. Chữ trước sẽ có âm kunyomi là ki trong từ kiru là mặc. Sư cự là đến nơi, đúng không? Và âm ghép của nó sẽ là cha cự trong từ tô cha cự chẳng hạn. Vậy thì trong trường hợp này nó sẽ ghép như thế nào? Trường hợp này nó sẽ ghép âm ôn với âm ôn nhá, đọc là sen cha cự. Chúng ta sẽ chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Sen cha cự có nghĩa là đến trước. Sen cha cự yakume sama ni kinehin o presento shimasu, có nghĩa là chúng tôi sẽ tặng quà lưu niệm cho 100 vị mà đến sớm nhất, đến trước. Chúng ta sẽ chọn phương án số 3. Thông thường nhìn những cái từ như này các bạn sẽ bị dễ bị nhầm, các bạn nghĩ là chắc là người ta sẽ dùng âm khương với âm ôn hoặc là âm ôn với âm ôn, các bạn sẽ nghĩ là sakizuki hay là sakizuki, nhưng mà cũng tùy trường hợp các bạn nhé. Đấy, có thể là người ta sẽ lừa hoặc có thể là vẫn theo quy tắc bình thường. Cái này sẽ chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Câu số 4 này, một câu về tính từ. Karera no aijo wa
Nanani Mono là Hán tự, đây chúng ta thấy là chữ thanh đúng không? Chữ thanh sẽ có âm cư Yomi là Kyo trong từ Kiyoi. Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Kiyoi có nghĩa là trong sáng đúng nhỉ? Cái tình yêu của họ thật là trong sáng. Chúng ta có từ số 1 Kashikoi. Kashikoi Hán tự là chữ hiền, có nghĩa là thông minh, khôn ngoan. Isagioi Hán tự là chữ khiết nhá, có nghĩa là mạnh mẽ, hiên ngang này. Số 4 Srudoi. Srudoi Hán tự là chữ nhuệ trong từ tinh nhuệ, từ này có nghĩa là sắc nhọn, dùng cho dao chẳng hạn, đau nhói hoặc là ánh sáng chói lóa vân vân. Onyomi của chữ thanh đọc là C, ví dụ các bạn có trong từ Seiketsu. Đây, chữ thanh và chữ khiết ghép với nhau có nghĩa là sạch sẽ. Tiếp theo chúng ta sang câu số 5. Câu số 5 là một câu âm cư Yomi của động từ Sports wo suru toki wa tokidoki suibun wo nanani ta hoga ii. Các bạn thấy hán tự đây là chữ bổ đúng không? Bổ trong từ bổ sung. Thì chúng ta sẽ đọc là oginau. Chúng ta chọn phương án số 4 là phương án chính xác. Bằng. Câu này là khi mà chơi thể thao ấy thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải bổ sung, nên bổ sung cái lượng nước mất đi do toát mồ hôi chẳng hạn. Chúng ta chọn phương án 4 nhá. Còn âm ghép của nó đọc là hô, ví dụ các bạn quen với một số từ như là đây, hô dư này, bổ sung này. Đấy. Hay là hô số cự này, bổ túc này. Số 1 Makanata thì từ gốc của nó sẽ là Makanau. Đây, chữ này là chữ hối. Đấy, hối trong từ hối lộ ấy, có nghĩa là trang trải này. Ukagata hỏi thăm. Tsukamata đây. Chữ này là chữ bổ, bộ có nghĩa là bắt, nó khác cái bộ thủ nha. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2, là môn đai mà các bạn sẽ phải rất tinh mắt. Câu số 6 này. Moenai gomi no shushu bi wa maishu kayobi desu. Chúng ta thấy đây có moenai gomi, chúng ta đoán ngay là rác đúng không? Vậy thì cái này là ngày thu gom rác. Ngày thu gom rác không cháy được ấy sẽ là thứ ba hàng tuần. Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án số mấy? Đọc là siêu siêu. Các bạn thấy số 1 Hán tự là chữ tập và chữ hợp. Cái này nếu đọc thì đọc là siêu go đúng không? Này sẽ là siêu go này, chứ không phải là siêu siêu. Vậy là loại 1. Số 2 là chữ thu và chữ tập, đọc là siêu siêu đúng không? Đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án số 2. Thật ra thì chúng ta sẽ cần phải xem tiếp nhá, bởi vì là có thể là về nghĩa nó chưa phù hợp, nhưng mà đây siêu siêu đúng là thu gom rồi. Siêu siêu bi có nghĩa là ngày thu gom. Số 3 Hán tự là chữ hồi và chữ thu, cái này đọc là kai siêu chứ không phải là siêu siêu này. Số 4 Hán tự là chữ thu và chữ chữ thu và chữ thập. Đấy, tập hợp, nhưng mà từ này nó không mang nghĩa là tập hợp rác, chúng ta sẽ không thể chọn được. Đây đúng nhất phải là số 2, nhi bảo là phương án chính xác. Tiếp theo câu số 7. Watashi wa toku kara kanojo no sugata wo mite ita. Sugata có nghĩa là bóng dáng đúng không? Tôi nhìn thấy bóng dáng cô ấy từ phía xa. Vậy thì chúng ta sẽ cần chữ tư. Vậy số 1 là chính xác đúng không nhỉ? Ichiban. Cái phương án số 2 nó nhìn khá giống số 1. Các bạn sẽ dễ bị nhầm nếu mà không nhìn kỹ cái dạng Hán tự nhé. Số 2 là chữ bà. Đấy, trong từ oba sang ấy. Đây, oba sang đánh nó sẽ ra cái chữ bà này. Số 3 là chữ thế. Này đọc là ikioi. Đây là xét âm cương các bạn nhá, chỉ xét âm cương thôi. Ikioi có nghĩa là cái sức mạnh, cái thế lực, cái tầm ảnh hưởng. Số 4, đây là chữ nhiệt, này đọc là atsui đúng không?
Nóng. Đúng, đây phải là số 1. Sugata là chữ tư. Chữ tư này sẽ có âm kunyomi là sugata, còn âm onyomi là si. Ví dụ các bạn cho có từ tư thế này, si se. Tiếp theo câu số 8. Sono mikata wa tanjun sugiru to omou. Tôi nghĩ rằng cái cách nhìn nhận đó, cái cách suy nghĩ đó nó quá là tanjun. Tanjun nghĩa là gì nhỉ? Đơn giản, non nớt, đơn thuần, đúng không? Chúng ta sẽ xem cái nào phù hợp. Số 1 này. Một là gì đấy? Một là đơn thuận. Mặc dù thuận đọc là jun, đơn đọc là tan, nhưng mà không có cái từ đơn thuận này nha. Số 2 này là đoạn thuận, không phải. Số 3 đơn thuần, đúng rồi. Sao bằng. Và số 4 là đoạn thuần, không đúng. Chúng ta có đơn là tan và thuần là jun. Tiếp theo câu số 9. Saiki wa degi o shiranai hito ga oi yo ni omou. Tôi thấy là gần đây ấy có vẻ như là những người mà không biết cái degi nó nhiều. Vậy chúng ta sẽ có cái từ degi sẽ là gì? Sẽ là lễ nghi, đúng nhỉ? Lễ nghi, lễ nghĩa. Đấy, Hán tự sẽ cần là chữ lễ và chữ nghi nhá. Số 1 là lễ và nghị, nghị này trong từ hội nghị này, không phải. Số 2 là lệ. Lệ nghị không có này. Lệ nghi không phải, 4 mới đúng. Degi là yomba. Lễ nghi, nghi lễ. Phép tắc ứng xử. Câu số 10. Mendo na setsume wa habuite kudasai. Một câu âm cương của động từ. Cái phần giải thích mà dài dòng phức tạp, phiền phức ấy, thì hãy habuite là lược bớt. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ nào? Số 1 là chữ, đây là chữ gì các bạn? Đây là chữ lược. Đấy, chữ lược không có kunyomi nha. Này đọc là đe cự. Ví dụ trong từ xin đe cự chẳng hạn. Đấy, xâm lược này. Nhưng đấy là monyomi nha. Số 2, chữ Hán là chữ tỉnh. Đúng rồi, chữ tỉnh có âm kunyomi là habu cự. Chúng ta sẽ chọn phương án đúng là nghi bằng. Ngoài âm kunyomi là habu cự ấy, thì chữ này còn đọc là kokoro miru. Dạng động từ đấy. Đây, các bạn nhìn này, kokoro miru. Hình như là có nhầm lẫn. Hình như không phải là kokoro miru. Tại sao nó không ra nhỉ? À, kaeri miru chứ. Đây. Có thể là người ta ở bạn đề thi xong người ta sẽ hỏi các bạn cái cách nhớ âm cương là kaeri miru nha. Các bạn để ý. Kokoro miru nó là chữ thí, thí nghiệm, làm thử. Số 3 là chữ trừ, đúng không? Chữ này sẽ có âm cương là nozoku. Nozoku là loại trừ, loại bỏ. Và số 4 chữ bạc là nư cự. Cái tê là nư tê đúng không nhỉ? Đấy, có nghĩa là nhổ. Đây đúng phải là số 2. Chữ tỉnh này này có âm cương là habu cự và kaeri miru. Âm ô nó cũng có hai từ được các bạn nhỉ. Đấy, một là c. Ví dụ chúng ta có từ han c chẳng hạn. Phản tỉnh, kiểm điểm. Đấy. Nghĩa thứ hai là đọc là show. Ví dụ nó ghép với thằng lược này các bạn. Show đe cự. Tỉnh lược. Nên là mọi người lưu ý nhớ chính xác, không bị nhầm lẫn. Có thể người ta sẽ hỏi trong đề thi khác. Rồi chúng ta sang môn đai số 3, môn đai vô kê C, môn đai từ ghép. Câu số 11 này. Computer ga totuzen genin fume no nanani sado okoshita. Máy tính ấy, đấy, đột nhiên nó gì nhỉ? Nó xảy ra cái gì đây? Sado Hán tự là chữ tác và chữ động, có nghĩa là cái hoạt động mà nguyên nhân nó không rõ. Vậy thì chúng ta thấy ở đây từ được cho trước là từ Sado, chúng ta sẽ xem nó phải là chữ bất, chữ vi, chữ ngộ hay là chữ dị. Vậy thì đi với lại chữ gì nhỉ? Đi với lại Sado chúng ta phải chọn chữ ngộ nha. Go. Go Sado có nghĩa là cái lỗi hoạt động, cái hoạt động bị sai.
Thông thường các Hán tự mà có cái chữ ngộ này đi đằng trước ấy, có nghĩa là đó là cái điều sai lệch. Đấy. Ví dụ các bạn có ngoài chữ gosado này ra ấy, có nghĩa là cái hoạt động lỗi, hoạt động bị sai này ra, chúng ta còn có ví dụ như là gojoho này, thông tin sai lệch này, thông tin không chính xác, hay là từ gì nhỉ, hay là từ sử dụng sai cách chẳng hạn. Đây, gosio, cái phông chữ nó khác cho nên là nhìn cái dạng thức nó khác đấy các bạn, nhưng mà thực ra nó vẫn là một nha. Số 1, chữ bất. Chữ bất này thì chúng ta sẽ có trong từ gì đấy? Chúng ta có trong từ fusizen. Bất tự nhiên có nghĩa là không tự nhiên này. Hay là chúng ta có trong từ fukano đúng không? Nó có thể đọc là phư hoặc là bư. Ví dụ đọc là bư trong từ bukio, có nghĩa là không khéo léo, vụng về. Tiếp theo chúng ta có số 2. Số 2 chữ vi thì thông thường ít khi nó đứng đầu để tạo ra từ ghép nhé. Số 4 là chữ dị. Chữ dị có đứng đầu tạo ra từ ghép. Thông thường nó sẽ mang nghĩa là khác. Ví dụ như là chúng ta có từ Ibunka là cái nền văn hóa khác. Hay là chúng ta có từ Imizoku có nghĩa là dân tộc khác. Vân vân. Câu số 12. Kono mondai o toku no ni Ichinichi kakatta. Để giải được cái bài này ấy, thì đã mất, các bạn thấy đây là có từ Ichinichi là một ngày, hoàn này, toàn này, tổng này, và đây là chữ cũng là chữ hoàn đúng không? Câu này một câu khá là dễ lừa, có thể là các bạn sẽ nghĩ là mất tổng một ngày hay là mất toàn bộ một ngày, nhưng mà thực ra chúng ta sẽ không dùng hai hay là ba nhé. Các bạn đây phải các bạn chọn số 4 mới chính xác, và đọc là maru chứ chúng ta không đọc là gan đâu. Chữ này âm onyomi đọc là gan nhưng mà khi ghép nó đọc là maru. Maru Ichinichi có nghĩa là mất trọn vẹn, mất toàn bộ, đấy, mất trọn một ngày, mất trọn vẹn một ngày để giải được cái bài này. Đấy, chúng ta sẽ phải lựa chọn phương án số 4. Thông thường cái chữ hoàn này nó sẽ đi với lại đằng sau là gì? Đằng sau là cái lượng từ chỉ thời gian. Ví dụ như là Maru Ichinichi hoặc là Maru Ichinen là trọn vẹn một năm. Ngoài đi với lại những từ chỉ thời gian ấy thì nó còn có thể đi với lại những cái từ chỉ hoạt động. Ví dụ các bạn có từ maru anki là ghi nhớ hoàn toàn này. Đấy. Hay là maru utsuchi chẳng hạn, có nghĩa là chép toàn bộ, chép bài của bạn ấy, chép nguyên si. Số 1 chữ hoàn thì ít khi tạo từ ghép dưới dạng gokese. Số 2 chữ toàn. Chữ toàn thì có tạo từ ghép. Ví dụ các bạn có từ toàn thế giới, jensekai. Hay các bạn có gì đấy, các bạn có từ toàn bộ tài sản rất là dên dài sàm. Số 3 chúng ta có chữ tổng. Chữ tổng nghĩa là có tổng gì đây nhỉ, tổng thu nhập, số số siêu như, hay là chúng ta có từ tổng tuyển cử đúng không, số senkyo, số dân cổ, tổng dân số, vân vân. Tiếp theo chúng ta có câu 13. Kare wa majime de sekinin nanani ga tsuyoi. Anh ấy là một người nghiêm túc và cái gì đó trách nhiệm rất là mạnh mẽ. Chúng ta thấy là chữ tâm, chữ cảm, chữ quan và chữ tính nó đều mang tính chất liên quan đến cái tinh thần, tính chất đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi ghép với lại chữ sekinin là trách nhiệm ấy thì chúng ta cần phải chữ cảm đúng nhỉ? Phương án số 2 nhá, sekinin càng đó là cái cảm giác trách nhiệm. Anh ấy rất là nghiêm túc và tôi cảm thấy là anh ấy có tinh thần trách nhiệm rất là cao. Số 1, chữ tâm này nó sẽ đi với lại những cái từ, ví dụ như là chúng ta có từ cô ki sinh này. Hảo kỳ tâm, hiếu kỳ tâm có nghĩa là cái tính hiếu kỳ. Đấy, hay là cái tinh thần cạnh tranh. Kyo so shin. Từ số 2 là chữ cảm. Chữ cảm này tạo từ ghép với khá nhiều từ. Ví dụ các bạn có từ kincho càng này, cái cảm giác căng thẳng hồi hộp. Hay ở trên đây sẽ là sekinin càng là cảm giác có trách nhiệm đúng không? Manzoku càng, cảm giác thỏa mãn hài lòng. Anshin càng cảm giác yên tâm, vân vân. Chữ quan cũng tạo ra nhiều từ ghép. Chúng ta có từ jinsei càng, nhân sinh quan, quan điểm về cuộc đời này.
hay là chúng ta có từ Sekai Kang, thế giới quan, Kachi Kang, giá trị quan, Kịch Côn Kang, quan điểm hôn nhân, vân vân. Chữ tính này các bạn lưu ý nhá, có hai cách đọc khi ghép từ. Thứ nhất đọc là C, ví dụ chúng ta có từ Kano C là cái tính khả thi đấy, hay là chúng ta có từ Juyose là cái tính quan trọng. Còn cách đọc khác là vào show, thì thông thường nó diễn tả tính chất của con người. Ví dụ như các bạn có từ Shinpai Sho là một người hay rất là hay lo lắng. Đấy. Shinpai Sho này. Hay là Akisho chẳng hạn là một người nhanh chán, gần giống Akipoi. Đọc là Sho nhá. Thì cái cách đọc là Sho này thì thông thường nó là cái từ vựng của N1, còn đọc của N2 sẽ là C. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, môn đai từ vựng. Câu 14. Kokumi wa horitsu no sarameru tokoro niyori nozei no nanani o. Chúng ta xem qua qua là người ta viết cái gì. Nhân dân ấy, công dân ấy thì đang ôm mang vác cái gì đó nộp thuế này theo những gì mà pháp luật quy định, theo quy định của pháp luật. Các từ các bạn xem nhé, từ số 1 đây là chữ nhiệm và chữ vụ, từ này đọc là nhiệm. Đấy, nhiệm vụ có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nhiệm vụ thôi. Số 2 là shokuseki là chức trách. Số 3 là gimu, nghĩa vụ. Và số 4 là yuseki, trọng trách. Thì ở đây chắc là các bạn sẽ nhầm lẫn giữa 1 với lại 3. Nhiệm vụ hay là nghĩa vụ, chúng ta thấy chắc chắn là nghe nghĩa vụ hợp lý hơn đúng không? Chúng ta chọn phương án số 3 nhá. Nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên đấy là cái cách dịch theo tiếng Việt thôi, có một số câu là các bạn sẽ không chọn được đâu, mà các bạn sẽ phải dựa vào cái yếu tố đi kèm với nó. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ có cái từ ô này, chúng ta sẽ có cái cụm cố định là kimu ô, có nghĩa là chịu trách nhiệm đó, có trách nhiệm, có cái nghĩa vụ đó. Đấy. Còn những từ khác nó gì nhỉ? Nó hoặc là nó không đi kèm hoặc là nó không đúng nghĩa, nên là chúng ta sẽ không lựa chọn. Đúng nhất phải là số 3. Cái từ đầu tiên là nhiệm mự này, nhiệm vụ này. Thông thường cái từ nhiệm vụ này nó sẽ đi kèm với lại từ, ví dụ nó có từ hoàn thành nhiệm vụ sẽ là suiko chẳng hạn. Đấy. Nimmu wo suiko suru, hoặc là keisatsu no nimmu, nhiệm vụ của cảnh sát. À, hay là từ gì đấy? Hay là nimmu wo meijiru. Nimmu wo meijiru có nghĩa là giao nhiệm vụ đúng không? Số 2 là chữ chức và chữ trách đúng nhỉ? Chúng ta sẽ có từ hoàn thành chức trách đúng không? Có nghĩa là cái trách nhiệm ở trong công việc nhá. Đi với lại hatasu. Shokuseki wo hatasu là hoàn thành chức trách. Cái này nó diễn tả bối cảnh công việc. Gimu là nghĩa vụ này. Kokumin no, à ngoài cái ô này còn có cái từ kokumin nữa, nghĩa vụ của công dân nữa. Câu số 4 là chúng ta thấy có từ trọng trách. Trọng trách này thì chúng ta sẽ đi với lại từ gì đây? Đi với từ hatasu luôn. Trọng trách nó là cái trách nhiệm to lớn, nặng nề, không phù hợp bằng từ gimu. Công dân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Câu số 15. Kaigi ga hajimaru made 30 phút ぐらいあるから aru kara shinbun demo yonde jikan o jiro. Kakeo, tsubuso, kuzuso và sakeyo. Chúng ta cùng xem này. Đến khi cuộc họp bắt đầu ấy, thì bởi vì còn khoảng 30 phút nữa đấy, nên là tôi đọc báo và thời gian, thì chúng ta trong tiếng Việt chúng ta sẽ nói luôn là đọc báo để giết thời gian. Vậy thì trong đây sẽ từ nào mang nghĩa như vậy? À, chắc chắn chúng ta phải chọn phương án số 2 đúng không? Tsubuso. Những cái từ này đều có hán tự hết. Ví dụ số 1 này. Kakeru. Này, tốn mất đúng không nhỉ? Tsubusu là giết. Giết thời gian chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ
Ôn thêm một số từ hay đi kèm nhé. Cứ dư sự này là chữ băng. Và sakeo. Sakeru là chữ tịnh chánh. Thì ở đây chúng ta sẽ có cụm cố định đấy là jikan o tsubusu, có nghĩa là giết thời gian. Đấy. Cái chữ số 1 đấy, kakeru cũng đi kèm được với lại jikan. Jikan o kakeru là dành thời gian. Nhưng mà thông thường nó hay dùng dưới dạng thức là jikan o kakete v, ở đằng sau có nghĩa là dành thời gian làm gì. Ví dụ như là jikan o kakete nihongo o benkyou suru, dành thời gian để học. Còn có mỗi jikan o kakeru lưng lửng như này thì không hợp lý, đúng nhỉ? Mà đằng trước lại có cái là đọc báo giết thời gian, phải là dùng số 2 mới phù hợp. Cái từ cứ giữ sự này ngoài nghĩa là giết thời gian thì nó có thể đi với những từ khác, ví dụ như là dập tắt giấc mơ nhá, yume này, làm bẹp đúng không, làm bẹp đập bẹp cái lon kim loại ấy. Cũng dùng cái từ tsubu sự này, hay là gì đây, hay là làm phá sản, làm sập công ty, cai trạ, vân vân. Số 3 Hán tự là chữ băng. Chữ này có nghĩa là phá. Ví dụ chúng ta có từ kabeo kuzusu là phá tường, đúng không? Đấy. Baransuo kuzusu là phá vỡ cái sự cân bằng. Hay là gì nhỉ? Hay là phá tiền, đúng không nhỉ? Okane. Chẳng hạn như là chúng ta có đồng 1 man ấy, chúng ta phá ra thành những cái đồng 1 sen thì dùng cái từ này luôn. Số 4 là sakeru là tránh. Ví dụ như là tránh cái rashuji đúng không? Tránh cái giờ cao điểm này, hay là tránh cái hitome, tránh ánh mắt của mọi người. Đúng, ở đây phải là số 2. Tiếp theo chúng ta có câu 16. Câu 16 cũng là một câu mà các bạn dễ nhầm nhá. Ame de sakka no shiai ga raishuu ni nanani ni natta. Vì trời mưa ấy mà trận đấu bóng đá gì đó sang tuần sau. Các bạn có các từ như là, một là chiushi. Này, chiushi này có nghĩa là ngừng dừng này. Số 2 là teishi, cũng là ngừng dừng. Số 3 là encho, là kéo dài. Và số 4 là Enki, là hoãn sang, đúng nhỉ? Thì ở đây chúng ta phải chọn phương án số 4. Các bạn sẽ nhầm cái phương án ở đây sẽ là phương án 1 hoặc là 2, là cái mà các bạn dễ thấy nó bị sai về nghĩa. Các bạn ví dụ nhá, chúng ta vẫn nói là Shiai ga chushi ni naru, vậy thì hoàn toàn là phù hợp. Nhưng cái vấn đề ở đây ấy, các bạn thấy có cái thêm cụm từ đấy là raishu ni. Này, cái từ chushi nó chỉ đơn thuần là gì đây, nó là dừng giữa chừng. Ví dụ như là trời gì nhỉ, trời đang mưa cho nên là phải dừng trận đấu lại giữa chừng đấy, thì chúng ta dùng được từ chushi. Nhưng mà ở đây lại có raishu ni là rời sang một cái lịch khác thì chúng ta không thể dùng mỗi từ chushi được, nó sẽ không phù hợp. Teishi là có hai nghĩa, một là gì nhỉ, một là những cái gì nó đang chuyển động ấy nó dừng lại ở giữa chừng. Ví dụ như là kurumao teishi suru là dừng xe lại này đấy, hay là chúng ta sagyo teishi suru là dừng cái công việc lại, cũng không phù hợp với bối cảnh là trận đấu như này, đúng không? Encho, encho và enki là hai từ cũng khá là dễ nhầm lẫn. Chúng ta có thể nói là CIO encho suru đấy, là kéo dài trận đấu, thì có nghĩa là nhá, hai nó không phân thắng bại, cho nên là ban đầu là định đá 90 phút nhưng mà phải đá sang đến tận 100 phút hay là 120 phút chẳng hạn, thì đấy dùng từ encho, có nghĩa là kéo dài về mặt thời gian tiếp nối sự kiện đó. Nhưng Enki là sao? Enki là gì nhỉ? Enki là chuyển sang một cái lịch khác, một cái ngày khác, chứ không phải là kéo dài. Nên là chúng ta ở đây phải chọn phương án số 4 là phương án hợp lý, bởi vì có cụm là Daishu ni. Tiếp theo chúng ta sang câu 17, một câu về động từ. Bus no naka de otoshiyori ya kodomo ni seki o yoku. Ở trên xe buýt ấy thì thường ghế cho người già và trẻ em, cái này chắc các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Bối cảnh là gì nhỉ? Bối cảnh là trên xe buýt này, người già trẻ em và ghế thì chắc chắn sẽ là nhường ghế, sẽ là yuzuru. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3 nhé, là phương án chính xác. Số 1 ataeru. Ataeru từ này có nghĩa là cho, ví dụ như là oyatsu o ataeru,
Oyatsu là cái đồ đồ nhắm, đồ ăn đấy, đồ ăn vặt đấy. Đấy, là cho đồ ăn vặt này, hay là E6 Atai là cho mồi ăn. Hoặc là gì đây, hoặc là trao show chẳng hạn này, trao thưởng này, hoặc là gì nhỉ, để dấu chấm cho nó đỡ phải gõ, trao thưởng này, hoặc là gì nhỉ, hoặc là giao bài tập này, Shikudai wo Atai là giao bài tập, hoặc là gây ra ảnh hưởng, Eikyo wo Atai là gây ra ảnh hưởng nha. Hay là chúng ta có từ Insho Atairu là mang lại ấn tượng, gây ấn tượng. Từ số 2, Hán tự là chữ tặng, thì có nghĩa là tặng luôn. Ví dụ chúng ta có từ Hanataba chẳng hạn, tặng hoa đúng không? Tặng gì? Tặng giai sáng, tài sản này, tặng kinehin. Tặng đồ lưu niệm đúng không? Số 3 là nhượng. Thứ nhất nó mang nghĩa là nhường đúng nhỉ? Thứ hai nó mang nghĩa là cho người ta hoặc là bán rẻ cho người ta. Ví dụ như là nhượng lại tài sản này. Nhượng lại gì nhỉ? Nhượng lại sách. Nhường ghế. Sekio yuzuru hoặc là nhượng lại cái ô tô. Số 4, watashi là trao hoặc là đưa, ví dụ như là đưa tài liệu. Đưa một cái món đồ gì đó. Hoặc là giao, trao mảnh đất chẳng hạn, tochi. Tiếp theo chúng ta có câu 18, một câu phó từ. À, dạng thức là giống như động từ nhỉ. Với những câu này thì các bạn sẽ thấy dễ là nhầm lẫn bởi vì các từ nó na ná nhau. Oame no naka, hikouki ga buji ni chakuriku dekite nani shita, ở trong cơn mưa lớn ấy, máy bay có thể là sao đây, có thể hạ cánh an toàn. Bối cảnh là trong mưa lớn máy bay hạ cánh an toàn, chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đúng không? Vậy thì phải dùng số 1, hotto. Hotto suru nó bằng từ anshin suru nhá, yên tâm đúng nhỉ. Có thể nói câu khác là shiken ga owatte hotto shita, có nghĩa là kỳ thi kết thúc và tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm, không phải nghĩ tới điểm tra ôn thi các thứ nữa. Số 2, hatto. Hatto là sửng sốt đấy, hoặc là bừng, ví dụ như là hatto mega sameta là tôi bừng tỉnh vì một cái gì đó chẳng hạn, ví dụ như là ánh sáng mạnh hoặc là âm thanh lớn, tôi đang ngủ ngon tự nhiên tôi bừng tỉnh một cái, chúng ta dùng từ hạt tộ nhá. Sụt tộ là sao? Sụt tộ có nghĩa là nhanh chóng, ví dụ như là hitokage ga sụt tộ kieta, có nghĩa là cái bóng người ấy, nó vụt tắt, nó đột nhiên, nó nhanh chóng biến mất. Cái nghĩa thứ hai của nó là nhẹ nhõm, nhưng mà nhẹ nhõm đấy nó phải đi với từ mune ga sụt tộ shita, có nghĩa là cái gì nhỉ? Cái lòng tôi đúng không? Đấy, ngực tôi cảm thấy nhẹ nhõm, còn đứng một mình thì nó lại không dùng với nghĩa là nhẹ nhõm như thế, nên chúng ta sẽ không chọn số 3 được. Còn số 4, đột tội. Đột tội là đồng loạt, ví dụ như là căng các cứ đột tội warata, khán giả đồng loạt cười ầm lên này, hoặc là đơn đặt hàng nó đến đồng loạt, chúng ta cũng dùng cái từ đột tội này, không phù hợp. Câu số 19, câu 19, その話は本当だ私はその事故を見たのだから。Cái câu chuyện đó là có thật, là thật, bởi vì tôi đã nhìn thấy cái vụ tai nạn đó hoặc là cái sự cố đó. Đây là một câu tiếp tục về phó từ imani. Từ imani nó có nghĩa là chẳng mấy chốc rồi sẽ, các bạn nhé. Cái từ imani này nó giống với lại từ sonouchi hoặc là từ izure đấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Kono sora dewa ima ni ame ga furu. Ở với cái bầu trời này thì chẳng mấy chốc là sẽ mưa. Geni ở đây đều có Hán tự hết, chúng ta có từ ima ni là chữ kim này. Số 2, geni Hán tự là chữ hiện.
Có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là thực tế. Cái từ này nó bằng từ Disney. Đấy. Đúng rồi. Tôi đã chứng kiến trong thực tế, đúng không? Chúng ta chọn phương án số 2 là phương án chính xác. Bối cảnh để chúng ta lựa chọn câu này sẽ là nhìn thấy, đúng nhỉ? Chứng kiến tận mắt. Từ số 3 đọc là Jitsuni. Jitsuni Hán tự sẽ là chữ thực. Và từ Jitsuni này sẽ mang nghĩa là thực sự. Nó giống từ Hontoni nhá. Không phải. Số 4 Masani. Masani thì nó có nét nghĩa giống từ Hontoni. Và một nét nghĩa giống từ Chodo. Đúng, chính xác là như thế. Hán tự thì thường là người ta viết bằng chữ chính, nhưng mà đôi khi người ta mới viết dưới dạng chữ chính, còn lại người ta để ở dạng hiragana. Đây, đúng nhất đây phải là số 2. Ví dụ như là Kadewa Masani Nihon no Picasso da. Anh ta chính là Picasso của Nhật Bản, một họa sĩ nổi tiếng của Nhật, đúng không? Và người ta ví là anh ta đúng là thế, anh ta chính là thế. Jitsuni no hontoni kono ryōri wa jitsuni oishi. Câu số 20, câu cuối cùng môn đai số 4, một câu về katakana. Nando ka kaisha ni ita ga itsumo iro ga warukute Sato san ni aenai. Tôi đi đến công ty mấy lần rồi. Đấy, thế nhưng mà cái gì đó không tốt này, cho nên là tôi không thể gặp được Sato. Chance, announce, timing và schedule. Chance chúng ta có chữ này mang nghĩa là gì đấy các bạn? Có nghĩa là cơ hội, đúng không? Giống từ kikai. Đấy, chúng ta sẽ thường dùng cái là chance ga aru, có cơ hội. Chance ga nai, không có cơ hội. Chance wo ataeru, trao cơ hội, cho cơ hội. Chance wo motsu, chance wo matsu chứ, đợi cơ hội. Không phải. Số 2, announce, từ này nghĩa là thông báo, là công bố, đúng nhỉ? Đấy, ví dụ chúng ta sẽ thông thường dùng với lại gì đây nhỉ? Jo này announce có nghĩa là cái thông báo ở trong cái một cái địa điểm nào đó, hoặc là gakko kara no announce là thông báo từ nhà trường. Timing, từ này nghĩa là gì nhỉ? Thời điểm. Timing ga awanai, thời điểm không phù hợp. Timing go hazu sự, làm lệch thời điểm. Timing ga i, timing ga warui, đúng thời điểm và sai thời điểm không tốt. Đúng đây phải là số 3. Này. Đi với lại warukute nha. Số 4, schedule. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Từ này quá quen thuộc với chúng ta rồi. Lịch trình. Kế hoạch dự định giống yote hoặc là từ kê các cự đấy. Đúng đây phải là số 3. Tôi đến công ty vài lần thế nhưng mà toàn sai thời điểm, cho nên là không gặp được anh Sato. Lúc tôi đến thì anh ấy lại đi ra ngoài, đúng không? Đúng người sai thời điểm đấy các bạn. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 5. Môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 21. Kare wa ano kaisha ni haeru koto tamerat teiru yō da. Anh ta có vẻ như là đang gì đó cái việc vào công ty kia. Thì chúng ta có cái từ gạch chân đây là động từ tamerau. Cái này mà viết kanji là các bạn cũng choáng đấy các bạn. Hán tự rất là phức tạp. Đây. Tamerau này có nghĩa là lưỡng lự, do dự. Anh ta có vẻ như là đang do dự, đang lưỡng lự cái việc vào công ty. Vậy thì cái nào là phù hợp? Shitsuboshite là thất vọng, không phải. Yorokonde là vui mừng, không phải. Mayotte là băn khoăn, bối rối, phân vân. Giống đúng không? Phân vân và lưỡng lự, do dự giống nhau. Chúng ta chọn phương án số 3 nhé. Số 4, Fumani omotte là nghĩ một cách bất mãn, không phải. Câu số 22. Kyo wa awatarashii ichinichi datta. Hôm nay là một ngày hối hả, bận rộn. Từ awatarashii có hán tự, đúng không? Awatarashii đây hán tự là chữ hoảng.
Bận rộn, vậy thì từ nào mang nghĩa là bận rộn? Câu số 1 này, Shigoto ga hijou ni, ôi, công việc cực kỳ nhiều, đúng rồi, đồng nghĩa với bận rộn. Câu 2, omoi dori ni naranai, không theo những gì bản thân nghĩ, không theo suy nghĩ của bản thân. Không phải. Số 3 là unga amari yokunai, là cái vận mệnh, cái số mệnh nó không được tốt cho lắm. Không phải, không liên quan đến số mệnh. Số 4 là kimochi ga warui, là cái cảm xúc, cái tâm trạng, cảm giác không tốt. Awatadashi chưa chắc đã đồng nghĩa với kimochi ga warui nhá. Đấy. Đồng nghĩa nhất phải là shigoto ga hijou ni, ôi, hoặc là isogashi. Câu số 23, ano pasoko wa seino ga sugurete iru, cái máy tính kia ấy thì tính năng của nó như thế này, nếu mà viết hán tự các bạn sẽ đoán được ngay. Sugurete iru, đây hán tự là chữ ưu, có nghĩa là xuất sắc, ưu việt, xuất chúng. Vậy thì đã như thế nó phải mang nghĩa tốt, đúng không? Vậy chúng ta sẽ loại trừ ngay này, số 2 đấy là gì nhỉ, là tệ giống như những cái khác, hay là gì đấy, hay là số 3 cũng loại kém hơn những cái khác, là không phải, nó phải là tốt đấy, và tốt đây phải là tốt vượt trội, đúng không? Là số 4, hokka yori ue da ue daru, chứ không phải là tốt như những cái khác. Mặc dù là số 1 cũng là tốt đấy, nhưng mà nó là giống những cái khác, vậy thì là quá phổ biến, quá bình thường rồi. Trong khi đây là chữ Hán là chữ ưu, ưu là ưu tú, xuất chúng, đúng không nhỉ? Nó phải là vượt trội nhá. Chúng ta phải chọn 4 mới chính xác. Câu số 24, kare wa noto ni sesse to nani ka o kaete ita, anh ấy đã viết cái gì đó lên cuốn sổ. Nào, sesse to có nghĩa là gì? Có nghĩa là siêng năng, cần cù, đúng không? Chăm chỉ. Vậy từ nào đồng nghĩa này? Một hai ya cự là nhanh. Không phải. Nhưng mà có, sẽ có bạn nhầm lẫn, các bạn chọn một đấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là cái từ, một từ nó đọc nó khá khá giống với từ CC tội, đấy là từ Sasato. Đây. Sasato nó có nghĩa là nhanh chóng. Thì nó mới là hai ya cự, nhưng đây là CC tội phải là chăm chỉ cơ, nó phải mang tính chất đấy. Số 2, Neshini. Đúng rồi. Từ này mới mang sang thành nghĩa là chăm chỉ này, nhiệt huyết, nhiệt tâm này. Số 3 là shosai ni, là chi tiết, không phải. Tanoshi so là có vẻ vui, không phải. Câu 25, câu cuối cùng của môn đai từ đồng nghĩa, yamuo enai jiyo de daigaku o yameru koto ni natta. Yamuo enai có nghĩa là bất khả kháng, đúng không? Không thể khác được, vì một lý do bất khả kháng mà tôi buộc phải bỏ học đại học. Hazukashi là xấu hổ, Zannen là đáng tiếc, Shikataganai là không thể làm khác được, Osoroshi đáng sợ. Đúng, đây phải là số 3. Shikataganai và Yamuoenai là đồng nghĩa với nhau. Chúng ta chọn phương án 3 nhé. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 6, môn đai cuối cùng này. 26 chúng ta có từ Shodyaku. Chữ Hán là chữ tỉnh và chữ lược, đúng không nhỉ? Shodyaku là tỉnh lược, có nghĩa là lược bớt một phần để làm gì nhỉ? Để làm đơn giản đi. Thông thường phía trước của nó sẽ là những cái liên quan đến mặt nội dung giấy tờ. Chẳng như là chúng ta có Setsume này. Setsume o. Shoryaku có nghĩa là lược bớt cái phần giải thích. Đấy. Lược bớt những cái phần thừa thãi. Đúng nhỉ? Hay là lược bớt cái câu gì nhỉ? Cái câu văn ở phía trước. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn. Chúng ta xem nào phù hợp nhá. Câu 1 này. Công ty đã lược bớt nhân viên từ 10 xuống 5. Cái này chúng ta không dùng từ lược bớt này, đúng không? Chúng ta phải dùng từ cắt giảm. Đấy, sakugen. Cắt giảm, từ này nha các bạn nha. Hán tự là tước và giảm, có nghĩa là cắt giảm đấy. Câu số 2. Gì nhỉ? Rẽ phải con đường này ấy, thì bởi vì có thể cắt giảm nên là sẽ đến nơi nhanh, không phải. Cái này là chúng ta có thể đi đường tắt, đúng không nhỉ? Đi tắt, cái này phải dùng từ chikamichi. Này, chikamichi là đi tắt, ngoài là danh từ nó còn mang nghĩa là động từ đấy các bạn nhé. Chikamichi sự là đi tắt. Câu số 3, zenbu hanasu to nagaku naru node hanashi no ichibu o省略 shita, bởi vì nếu mà nói toàn bộ thì sẽ dài, cho nên là tôi đã lược một phần của câu chuyện. Đúng rồi, chúng ta lựa chọn phương án số 3, với hint tội ở đây là lược một phần câu chuyện, đúng không? Câu số 4 này, để lược bớt tiền thì tôi hàng ngày
làm cơm hộp, không phải, đây phải để tiết kiệm. Setsuyaku. Tiếp theo câu số 27. Hikikaesu. Từ này đọc là hikikaesu. Hikikaesu có nghĩa là quay trở lại, giống từ modoru. Chúng ta xem từ nào phù hợp. Câu 1 này. Senshu karita ongaku no CD o Yamashita-san ni hikikaeshita. Cái CD, cái đĩa nhạc mà tôi mượn tuần trước ấy thì tôi đã quay lại cho Yamashita, không phải, đây phải là tôi đã trả lại, đúng không? Trả lại phải dùng từ kaeshita mới đúng, chứ không phải dùng từ, không phải cho thêm cái từ hiki phía trước nhá, là sai. Câu số 2 này. Niku ga yakete kitara hikikaeshite ura mo yaite kudasai. Nếu mà thịt chín ấy thì hãy quay lại và nướng mặt sau. Cái này phải là lật lại, không phải là quay lại, đúng nhỉ? Cái này phải dùng từ hikuri. Kaeshite. Này nhá, hikuri cái sự là lật lại. Câu số 3. Những cái dụng cụ mà đã dùng ấy thì hãy, cái này câu câu này quá quen thuộc, chúng ta học ở chương trình 4 rồi, đúng không? Chúng ta phải dùng động từ modosu. Đấy, đưa trở lại. Vậy thì đúng ở đây phải là số 4. Hikoki wa bofu de Narita kūkō ni hikikaeshita toyu koto desu. Máy bay ấy, nghe nói là đã quay lại sân bay Narita vì mưa lớn, đúng nhỉ? Mưa to gió lớn, chúng ta phải chọn phương án số 4 nhé. Bối cảnh Hinto để lựa chọn đấy là máy bay quay về, quay trở lại nơi sân bay này. Tiếp theo chúng ta có câu số 28. Chữ Hán là chữ phân và chữ giải. Bunkai. Thì cái từ bunkai này nó sẽ mang hai nghĩa chính, một là tháo rời. Tháo rời những cái máy móc thiết bị ra thành từng cái phần nhỏ. Đấy. Nghĩa thứ hai là phân giải. Phân giải ví dụ như là phân giải chất dinh dưỡng chẳng hạn, hay là phân giải nước thành oxy và hydro chẳng hạn. Đấy, chúng ta xem nào phù hợp này. Ở trong cuộc họp ngày hôm nay thì các chuyên gia, rất là nhiều chuyên gia đã tập hợp, cái này phải là chuyên gia ở các lĩnh vực đúng không nhỉ? Này phải dùng từ bưng da mới đúng. Này dùng từ bưng cai là không phù hợp này. Bưng da nhé các bạn nhé. Chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tập hợp tề tựu lại. Câu số 2. Nani ở naka ni nani ga aru ka to omotte koareta kamera o bunkai shita. Tôi đang nghĩ là ở bên trong nó có cái gì đây, và tôi đã tháo cái camera, cái máy ảnh hỏng ra. Đúng rồi, phương án số 2 là chính xác. Với hint tội chúng ta có là camera tháo rời, đúng nhỉ? Câu số 3 này. Tanaka-san ni mo jigyo bunkai saseru beki da to omou. Tôi nghĩ là cũng nên, chắc chắn là đi với Jigo là sự nghiệp công cuộc, không thể dùng từ bưng cai này được, đúng không nhỉ? Chúng ta phải dùng từ bưng tang cho phụ trách, đúng không? Tôi nghĩ là cũng nên cho cái cậu Tanaka này, cậu ấy phụ trách cái công việc, cái công cuộc gì đó đi. Câu số 4 nhé. Nhờ cái quyết định của gì nhỉ? Nhờ cái quyết định của Sensei đấy, mà sao? Mà cái vấn đề nó đã phân giải một cách bougie, cái này không phù hợp đúng nhỉ? Vấn đề nó đã được giải quyết một cách bình an vô sự, đây phải dùng cái kai ketsu. Tiếp theo chúng ta có câu 29. Hán tự của chúng ta là chữ đẳng. Từ này đọc là gì các bạn? Từ này đọc là hitoshi. Hitoshi nó mang nghĩa là đều. Đấy, ví dụ chúng ta có hitoshiku wakeru chẳng hạn, chia đều. Còn nghĩa là bằng nhau hoặc là giống nhau, ví dụ như là nagasa này, omosa ga hitoshi, có nghĩa là cái chiều dài hoặc là cái trọng lượng nó bằng nhau, giống nhau, đúng nhỉ? Ví dụ tam giác đều thì ba cạnh bằng nhau đấy, hay là hình vuông thì bốn cạnh bằng nhau.
Hai cái vật mà có trọng lượng bằng nhau thì cũng có thể dùng từ Hitoshi này nhá. Và cùng xem câu 1 này. Kono futatsu no sankaku ke no menseki wa Hitoshi. Cái diện tích của hai hình tam giác này là bằng nhau. Đúng đúng không? Ta lựa chọn phương án số 1. Hinto là diện tích, đúng nhỉ? Diện tích bằng nhau chúng ta có nói cái cụm này nhá. Câu số 2. Tôi watashi wa mainichi Hitoshi Michio Tote Tsukin Shiteru. Tôi hàng ngày ấy đều Hitoshi Michi là không đúng đúng không? Ý của người ta đây là con đường giống nhau thì nó vẫn là một cái con đường đó. Đấy. Ví dụ như là tôi luôn luôn đi đường Nguyễn Huệ này, hoặc là tôi luôn luôn đi đường Trường Chinh này, vân vân. Thì nó phải dùng từ Onaji, chứ không phải dùng từ Hitoshi như thế. Câu số 3. Team zen in ga Hitoshi Kimochi de CI ni data. Tất cả các gì nhỉ? Tất cả các thành viên trong đội ấy thì đã tham gia trận đấu với một cái tạo cảm xúc giống nhau. Cái này chúng ta cũng dùng từ Onaji nhá. Còn nếu mà muốn sắc thái khác đi ấy, một cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng, thoải mái, rất là Sawayaka. Câu số 4 này. Watashi to kare wa shogakko kara goko made gakko ga Hitoshi. Tôi và anh ấy từ tiểu học cho đến cấp 3 trường đều giống nhau. Cái này chúng ta cũng phải dùng từ onaji. Nó vẫn là một cái đối tượng đó thì không thể nào dùng gì nhỉ? Không thể nào dùng từ Hitoshi được. Đấy. Tiếp theo chúng ta sang câu số 30, câu cuối cùng của chúng ta. Từ wazato. Wazato có nghĩa là cố tình, cố ý. Sono senshu wa okane no tame ni wazato siai ni maketa. Cái tuyển thủ, cái cầu thủ đó vì tiền mà đã gì nhỉ? Đã cố tình thua trong trận đấu. Rồi, phương án số 1 nhá. Cố tình thua, thực lực có đúng không? Nhưng mà người ta bảo là thua thì sẽ cho tiền nhiều hơn cả cái giải thưởng khi thắng sẽ được. Ví dụ như ở môn bóng đá chúng ta có bán độ đấy, từ bán độ có nghĩa là cố tình thua đấy, cố tình đá sút không vào. Câu số 2. Wazato kite kurasatte arigatou gozaimasu. Cảm ơn bởi vì đã cố tình đến, không phải đúng không? Cảm ơn vì đã cất công đến, cái này từ dùng từ waza waza. Tiếp theo câu số 3. Kono kimono wa haha ni wazato tsukutte moratta tokubetsu na mono da. Cái bộ kimono này là một cái thứ đặc biệt mà tôi được mẹ tôi làm cho. Tôi được mẹ tôi cất công làm cho đúng không? Cái từ này cũng dùng từ waza waza. Câu số 4 này. Wazato Tokyo mitara mo yonaka no sanji datta. Tôi cất công nhìn, tôi cố ý chứ, tôi cố ý nhìn cái đồng hồ. Và đã 3 giờ, không ai nói là tôi cố ý nhìn đồng hồ đúng không? Tôi bất chợt nhìn đồng hồ, tôi bất giác nhìn đồng hồ thì thấy 3 giờ, đây là futo. Mới phù hợp. Như vậy đúng đây là 1. Thì đó là cái đề này. Hy vọng là các bạn làm đúng và các bạn để ý thật kỹ những cái phần mà CC đã hướng dẫn nhá. Thì không còn nhiều thời gian nữa, hy vọng các bạn sẽ ôn tập tốt thông qua những video này. CC sẽ ra khá là nhiều video trong thời gian tới, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi. Và nếu các bạn cảm thấy học một mình có nhiều khó khăn thì hãy liên hệ với CC thông qua fanpage hoặc là thông qua cái phần comment. CC có các lớp học tương tác trực tiếp, các bạn sẽ được chữa bài, được học cùng với CC. Thì hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn.